ăn hết cho chế ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាពេទ្យហៅពណ៌សុខភាពមកជំរាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណានេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីជំងឺរោគស្ត្រីក្រពះពោះវៀនទូទៅចា៎ hai chú bướm sải sầm phi đôi này đi phong đai chui đi tới lấy nó miên lụa trên kia ở đầm lại đâu chả chả mười cái lỗ trong tay mà rồi là tê bom ô chia pi cái lỗ than chui này cái là cái lỗ chia bay cái lỗ than chui này một cái lỗ chả chia trăm cái lỗ than chui này bom ô pi cái lỗ chả hai cái miên chia một phe đầm nạp khăn chả đầm nạp khăn đấy chui chia ba đôi chia này để tôi lấy muộn thoát lang thì lỗ khăn chả này để mình khăn cho bà muộn qua tay mà chia chúng tôi đầm nạp khăn để tôi kia bạn mỗi bữa ăn trộn bị bay cái lỗ tơ trăm cái lỗ chả mỗi bữa ăn trăm tài sản sầm đà tê bom ô chia pi bữa ăn không sầm đà la than chui muộn chả chúng tôi đang chơi tụi đôi khỉ ở chả chơi chia ba đôi chia này đặt sao tụi liền này đặt slap với tụi miên cuộn chả đang hai đôi nam ăn miên câu có ai prai thì chơi chỉ mùi trà nặng chả hai chị vua chừng nắng chơi đi phong đai mưa tuần trăng trâm tại sao sập đà la tê bông hoa chia pi cẩn trâm khóc sập đà la than chưa mùi trà nặng tụi đôi khỉ một góc trâm tại sao sập đà la tê bông hoa chia pi đắp than chưa mùi chả rồi lại thoát bao lúc luôn sung sảy thua chiên ca tụi tua score pi cứ sung sắc hai ba bánh lần chả sân chỉ bao bón trong ba đoạn là tập hòa bảo lộc lưu su sánh hô a cha châu phê cả bảo lộc lưu su sánh hô sau á rưng mưa kho tạm về từ đợt sáp đợi chỉ nên khi ông ban lời gì nhỉ cha sâm sâm một tuần